Kính thưa quý vị còn nhớ người đàn ông mà sống giữa căn nhà hàng chục tỷ đồng mà trông như mà một cái bãi rác vậy đó, quý vị nhớ không? Thì hôm nay thì rất là vui khi mà có Mạnh Thường Quân xây cho ông cái căn nhà mới rồi nè, ông là ông Nghị. Giờ À, bây giờ là trong đây là cái gì là quý nhất của bác Nghị đâu, cho con biết một cái nữa thôi, con tò mò cái nữa. quý quý con mẹ gì Cái mình gì quý đã nhất của bác người trong đây? nghèo, chú dòm cái nhà người nghèo là chú biết rồi, còn quý 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 Cái này gì đâu nữa. phải nghèo đâu chú, nhà giàu luôn á, 20 20 tỷ. tỷ là cái giá đất. Bây Dạ. giờ chú chẳng hạn như ông bán đi rồi mua cái khác mà cũng khó lắm. Dạ. Nó khó. Nè. Nó đã nói sơ sơ thôi mà Dạ. ông này cũng không hiểu gì hết Căn nhà trơn. này là dài lắm nha quý vị, dài thòn nữa làm sao luôn. Dài ngắn không Trị thành vấn đề. giá hơn Cái 20 tỷ bạc của bác Nghị nè. Nhưng mà giờ gì? bác quyết Nói tâm đơn. là ở như thế này nè. Đó, quý vị khán giả, Ta những nói cái đơn quý vị giản nghĩ nè. thôi, nói Bác chi mình giữa trung tâm Sài Gòn. nói chi mình nói Vậy vậy bác dài chào khán dài. giả con đi. Giờ Lan Thiện mời quý vị thăm vào thăm ông nha. Ông đang ngủ quý vị. Mặc dù nhà đã xây xong rồi nhưng mà cũng chưa có bất cứ tài sản gì cả. Và Lan Thiện nhìn thấy ông đang nằm ngủ thì thôi, để tranh thủ ông ngủ thì Lan Thiện sẽ đi một vòng để mà thăm căn nhà của ông nha quý vị. Đây, hôm nay quý vị nhìn thấy ha, trước đây thì căn nhà này của ông đầy rác và ông sống chung với những con chuột rất là to lớn, nhưng mà hôm nay thì đã được xây dựng lại rất là đẹp rồi quý vị. Thì thật ra thì các căn nhà này nằm ngay chỗ trung tâm quận Phú Nhuận, với cái mảnh đất như thế này thì nó trị giá là hàng chục tỷ đồng quý vị, chứ không có ít đâu. Và hôm nay thì xây cho ông toilet đầy đủ rồi nè. Đó, có một cái phòng riêng của ông nữa nè, rộng lắm quý vị ơi. Ông là ông Nghị, ông đang nằm ngủ chèo queo, tài sản cũng chưa có gì cả. Chào ông. Hello ông. Hôm nay nhà đẹp quá, nhà đẹp quá. Quý vị, chú Nghị của chúng ta hôm nay có một căn nhà như trong mơ, như trong ước. Đúng không chú Nghị? Dạ. Xong chưa? Nhà gì là xong chưa chú? Chưa nữa hả? Căn nhà này là hàng chục tỷ đồng chứ không có chơi chơi đâu nha. Ồ, hôm nay con thấy chú hình như cũng hiểu. Mặc áo vô mình con được không? Mặc áo vô để con mặc áo đi cho con thăm mà. Ăn cơm chưa? Dạ, ai ai là người mà hỗ trợ cho mình trong việc mà xây nhà vậy thưa chú? À, em hả? Ồ. Dạ. Thiếu tiền hả? Còn thiếu tiền hả? Tổng cộng bao nhiêu, xây hết bao nhiêu vậy thưa chú Nghị? Một trăm mấy chục triệu hả? Ồ, hôm nay được căn nhà mới thì cái cảm nghĩ của chú Nghị như thế nào? Thích thú rồi. Nhà đó nhà đẹp mà. Dạ. Nhà trong vườn, nhà trong vườn. Dạ đúng rồi, nhà kia lúc trước dột quá hả? Trong vườn. Hôm nay hình như thấy chú ốm nhiều với lại mặt hơi sưng phải không? Yếu lắm rồi hả? Trời, để con để cái này con lấy cái mic cho nó lớn lớn nói chuyện cho mọi người nghe rõ hơn. Dạ. Dạ. Con nè Lê Thiện nhớ không? Sau khi mà thông tin của con đăng lên thì hôm nay được cất nhà mới rồi hả? Dạ. Rồi sao trước đây hai người em không xây mà hôm nay bắt đầu mới xây vậy? Không, ý con hỏi là sao ngày cũng khá lâu rồi, cả chục năm này sống trong căn nhà mà. Rồi à, lúc đó hoàn cảnh chưa cho phép hả? Rồi sau này khi mà thấy chú cũng lớn tuổi già sống. Đúng rồi, hôm nay về nhà mới này còn chuột không? Chuột không? Có chuột nữa không? Ít hả? Nhưng mà không có chuột buồn không? Hồi đó là sống chung với chuột. Dạ. Giờ đâu cũng Không có chuột nữa hả? có
À, ở đâu mà không có, năm nay thấy yếu quá rồi ha. Vậy đợt này cất nhà rồi xong rồi cưới vợ không? Hả? Dạ. Dạ. Dạ vâng. Dạ vâng, hôm nay con ghé hôm nay thăm chú. Rồi nhà cất đẹp vậy rồi, ví dụ người ta mua bán không? Hả? À? Bự quá mình bán đi, mình lấy cái tiền 500 triệu, 1 tỷ gì đó mình mua cái nhà nhỏ nhỏ khác mình ở. Còn lại thì mình gửi ngân hàng được không? Nhà nó là nhà đất rồi nó phức tạp. Dạ. Nhà đất thì nó phức tạp. Nhà đất phức tạp lắm hả? Nhưng mà giờ cái đất này là ai đứng tên? Cái nhà này chú đứng tên luôn hả? Nhưng mà trước đi nó làm trả từ từ, chưa có lót gạch. Đúng rồi nè, chưa có lót gạch nữa nè. Sắp tới là lót gạch nữa hả? Sang năm lận hả? Rồi nhà lót gạch xong hết sạch sẽ bự to lớn vậy rồi ở một mình hay có cho cháu về ở không? Mình với nhà bây giờ tôi cũng nói đùa thôi, nhà cái gì nhà từ từ đường à, nhà từ đường và cái nhà từ đường à, con cháu gì đó từ đó bạn bè rồi thoải mái không có không. Bây giờ là chịu rồi, cái này là nhà từ đường rồi phải không? Nhà từ đường là phải thờ cúng chứ. Thờ cúng đó. Vậy sao không để bàn thờ ba hình ảnh đồ lên đi chú nghĩ? Bây giờ nó lu bu lắm, nó đường vô dẹp cái đó là tôi cũng nghĩ cho nó ui vậy không biết có đúng hay không. Tôi cũng đúng mà nói cái ông nhạc sĩ ca sĩ chính đó. Dạ. Ông gì Châu. Ca sĩ gì? Ca sĩ ở có nhà đẹp lắm. À ca sĩ có nhà hả? Ca sĩ hay sao? Châu. Châu gì ta? Nhạc sĩ cháu ông giàu lắm. Thôi kệ người ta đi. Nhưng mà ổng là nổi tiếng như cái bài hát nào nhớ không? Nghe cái bài hát này nghe nhạc sĩ đó nổi tiếng chú á. Ông hát trên đài đó mà, trên đài quá bớ mà. Đâu rồi chú Nghị hát con với mọi người nghe bài coi. Ở bữa chú hát hay lắm á, hát đi chú. Không nhớ đó. Bây giờ không nhớ nhớ cái tên. Tên đó là Châu. Đâu đứng nhị giới thiệu con mọi người căn nhà mới thôi chú Nghị hả? Đây con thấy có bàn thờ nữa nè, rồi chừng nào mới thờ cúng ông bà rồi là dạ. Dạ. nhà từ đường thì mình mới theo đi đường con chứ. Dạ. Rồi tối nằm đó ngủ luôn á hả? Nhà này vui lắm. Tôi nằm này nè, không làm hết trơn á, Dạ. Thôi hôm nay con đến đây con chúc mừng ha. Dạ. Rồi chúc chú sống lâu trăm tuổi khỏe nha. Mấy bạn bè tôi ở đây coi gì ở trong hoạt động á, cô biết chú. À, có coi chương trình này luôn hả? Dạ rồi, vậy con chào chú Nghị nha. Thưa quý vị, đây mời một lần nữa xin mời quý vị.